Bây giờ hãy bắt đầu thách thức với việc tiêu diệt mụn trứng cá với chương trình để sở hữu một làn da khỏe mạnh và biết được cách ngăn ngừa những tác nhân gây mụn và chăm sóc làn da của chúng ta một cách hữu hiệu chỉ với 3 bước căn bản. Bước 1. Tạo bọt và rửa sạch các bụi bẩn trên bề mặt da. 99% tác nhân gây ra quá trình gây mụn và sưng đỏ nếu bạn không rửa sạch chúng. Nó sẽ cân bằng da và bảo vệ làn da của bạn suốt thời gian dài. Bước 2. Dùng gel đặc trị mụn thoa đều lên những vùng da mụn, giúp hút chất bã nhờn, diệt vi khuẩn, giảm mụn và tạo sự tinh khiết cho bề mặt da. Bước 3. Dùng kem dưỡng tinh chất giúp bảo vệ, nuôi dưỡng và ngăn ngừa quá trình hình thành mụn. Các tinh chất sản phẩm được làm từ thiên nhiên sẽ đem lại sự chăm sóc tốt nhất trên làn da của bạn. Chúng sẽ giúp làn da của bạn mềm mại, mịn màng và đều màu.